Mina TY khiến fan điên đảo trước khí chất nữ chủ tịch sang chảnh. Mới đây, TY vừa phát hành teaser cho show giải trí Cây Nhà Lá Vườn Time to TY Season 2. Trong video dài 41 giây, TY xuất hiện với concept những nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp. Thành viên thu hút sự chú ý của fan nhất chính là Mina, nữ idol Nhật Bản bước đi đầy quyến rũ trong set đồ công sở sang chảnh. Khí chất quyền lực của Mina khiến fan liên tưởng cô như đang đóng vai nữ chủ tịch của một tập đoàn uy quyền, hình ảnh thường thấy trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Bức ảnh GIF về Mina trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn K-pop. Netizen suýt xoa khen ngợi thần thái đa dạng của mỹ nhân sinh năm 1997. Cô vốn gắn liền với hình tượng nữ tính dịu dàng, mỏng manh thuần khiết. Tuy nhiên, Mina chứng minh dù là concept nào cũng cần được tất. Động tác bước đi, ánh mắt sắc sảo và khoảnh khắc cầm cốc cà phê của Mina được nhận xét sang chảnh như một nữ CEO đang chuẩn bị bước vào phòng họp. Bên cạnh Mina, các thành viên TY cũng cho thấy sự hợp vai trong từng style trang phục. Momo với mái tóc cuốn lô và điệu bộ chạy vội trông như nhân viên trễ giờ làm. Nayeon có khuôn mặt hào hứng, được ví như nhân viên ngày đầu đi làm. Chaeyoung cá tính và hài hước, ra dáng một nhân viên pha trò trong công ty. Tiju sang trọng, quý phái và cũng rất quyền lực trong bộ suit trắng. Dahyun nhí nhảnh vui tươi, Sana quyến rũ duyên dáng, còn Jio lại như một trưởng phòng nghiêm túc. Một số bình luận, Mina quá nhập tâm vào nhân vật, chỉ uống cà phê thôi mà trông như đang đóng phim, trông quá sang và giàu có. Tôi tưởng tượng Mina như đang sở hữu công ty, Jio là phó chủ tịch và những người khác đều là nhân viên, nhưng nhà đầu tư Tiju đang đến và cố gắng mua lại công ty từ tay Mina. Mina và Tiju nên đóng phim truyền hình, họ không chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp mà các đặc điểm trên khuôn mặt của họ cũng rất phù hợp để trở thành một nữ diễn viên. Thật bất ngờ khi stylist lựa chọn outfit rất phù hợp với tính cách từng người. Sau hơn 5 năm hoạt động, các cô gái nhà JYP chinh phục được khán giả bởi tài năng của mình thông qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng, vũ đạo khó nhằn. Nhiều người nhận xét TY có một phong cách rất đặc trưng khi nói đến các điệu nhảy, đó chính là sự duyên dáng, uyển chuyển, mạnh mẽ nhưng vẫn thể hiện sự nữ tính và thanh lịch. More and More, Feel Special, Dance the Night Away được xem là một trong những bài vũ đạo tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất khó để cover của TY. Mới đây, TY còn cán mốc doanh số 3,31 triệu bản đĩa tại xứ sở Hoa Anh Đào, số lượng tính đến ngày 18 tháng 3 năm 2021. Con số này đã phá kỷ lục 3,24 triệu bản tiêu thụ của Kara trước đó và giúp TY giành vị trí nhóm nhạc nữ K-pop bán chạy nhất tại Nhật Bản. Trước đó vào đầu năm nay, TY cũng giành danh hiệu nhóm nữ bán đĩa chạy nhất tại Hàn Quốc. Mina sinh năm 1997, nữ idol sở hữu nét đẹp thuần khiết, dịu dàng. Mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, sự kiện, người đẹp xứ Hoa Anh Đào luôn nhận được sự chú ý của công chúng. Trong K-pop, Mina cũng là sao nữ có xuất thân danh giá. Bố cô xuất thân là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại một bệnh viện nổi tiếng tại Nhật Bản. Sau đó ông được phong hàm giáo sư và hiện là giám đốc MTA, Trung tâm Nghiên cứu Y học Tịnh Tiến. Là cô gái có xuất thân khủng nên từ nhỏ, Mina được bố mẹ cho theo học múa ballet cũng như học tập ở những trường có tiếng tăm. Được biết, cô nàng là một trong những học sinh ưu tú của trường Obazashi, Sacred Heart, trường nữ sinh uy tín của Nhật với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.